nữa. Ủa? Thôi thôi thôi. Từ từ. Chị cho em lại. Một sự thật trước đó chưa từng tiết lộ. Ôi, nếu mà không chia sẻ là sẽ không chia sẻ rồi. Phương Linh cái gì cũng ăn được. Không ăn hành hay là không ăn cái gì đấy? Không ăn hành thì cả nước biết. Một sự thật đấy hả? Bạn sợ nhất con gì hay là bạn... À, Phương Linh không ghét cái gì cả, chỉ là không thích thôi. Đó, mọi người trên mạng xã hội hay là các thứ thì mọi người tưởng là Phương Linh hay ghét này ghét kia. Nhưng mà thực ra thì mình không ghét cái gì cả, chỉ là thích hoặc là không thích mà qua lơ thôi. Đây cũng có thể gọi là sự thật đúng không? À. Lười. Là lười. Lười và lười. Em là người rất là lười. Không thích làm gì. Không thích làm gì. Em có thể kiểu nằm mười mấy tiếng đồng hồ không làm gì, chỉ nằm thở trên giường thôi. Em thấy rất là thoải mái với việc đó. Điều vô tri nhất từng làm. Điều vô tri nhất. Ôi nhiều lắm. Phương Linh cũng hay bị mắng mỏ trên mạng xã hội là sao chị vô tri thế mà. Linh làm nhiều điều vô tri lắm. Nhưng mà cũng chả ảnh hưởng đến ai cả. Không có nhất. Ui, nhiều quá. Điều vô tri nhất mà em đã từng làm. Nói chung là nhiều quá. Có thể các ví dụ như là book vé xem phim ở CCTV Hồng Bàng. Nhưng mà sau đấy lại em lại một mực đi đến CCTV Vạn Hạnh Mall và bảo bạn nhân viên là phải xuất vé cho anh. Xong rồi sau đó là sau 15 phút là mới phát hiện ra là đã đến xa chỗ. Sợ ở nhà một mình hay đang không ở nhà một mình? Linh thích ở một mình chứ. Linh thích cái không gian một mình. Tất nhiên Linh yêu gia đình. Linh yêu gia đình, yêu cái cảm giác quây quần. Nhưng mà thích một mình nhiều hơn. Chắc là sợ không ở nhà một mình hơn nhỉ. Khi nào 3 cộng 4 bằng 1? 3 cộng 4 á? Khi nào 3 cộng 4? Linh đơn thuần lắm, Linh chỉ nghĩ trong đầu là 3 cộng 4 bằng 7 thôi. Còn khi nào bằng 1? Khi nào thì 3 cộng 4 bằng 1? Khi 3 cộng 4 trừ 6 là bằng 1. Điều luôn đến nhưng không đến vào hôm nay. Điều gì? Luôn đến nhưng không phải. Điều gì luôn đến nhưng không bao giờ đến không? Làm thế nào để 8 cộng 8 bằng 4? Nữa. 8 cộng 8 16. 16 chia 4. Ê, 16 chia mấy? 44 16 đúng rồi. 44 16, 16 chia 4. Sao mấy cái câu này nó làm sao? Làm thế nào để 8 cộng 8 bằng 4? 8 cộng 8 trừ 14 là bằng 4. Khi nào 5 lớn hơn 0, 0 lớn hơn 2, 2 lớn hơn 5? Thôi. Từ từ, chị cho em lại. Khi nào 0 lớn hơn 2, 2 lớn hơn 5, nhưng 5 lớn hơn 0? Vậy? Này mà trả lời nhanh. Chị thấy đáp án là tuần trong năm ít hoặc nhiều hơn 7 ngày. Tuần á? Tuần nào trong năm ít hoặc nhiều hơn 7 ngày? Tuần gì gợi ý không? Tuần? Tuần gì? Tuần cuối cùng của năm. Ủa? Tuần nào trong năm có thể ít ít hơn à? Ít hoặc nhiều hơn à? Không bắt buộc phải là tuần hoàn.